Sáng 18 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh lên cấp 7, 50 đến 61 km h giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km h Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng 7 giờ sáng mai, bão cách Quảng Trị khoảng 210 km về phía đông Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 120 km về phía đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau khi mạnh lên thành bão, bão số 4 có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam sang Tây Tây Bắc, đi vào đất liền Trung Bộ và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Tràm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62 đến 74 km h giật cấp 10, từ 89 đến 102 km h sóng cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam, cần đề phòng chiều cường kết hợp với sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng khu vực trũng, thấp. Trên đất liền, từ gần sáng và ngày 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, ở khu vực phía Bắc và Trung Trung Bộ, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rồng, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, các tỉnh miền núi phía Bắc đang oằn mình trong lũ dữ, thiệt hại về người và tài sản không kể xiết. Hàng chục triệu đồng bào cả nước đang hướng về các tỉnh miền Bắc để hỗ trợ, đồng hành cùng người dân chống chọi thảm họa thiên tai. Thế nhưng lại có những đối tượng lợi dụng tình hình đó để lừa đảo bằng cách giả mạo các tổ chức uy tín để kêu gọi từ thiện ủng hộ người dân vùng lũ. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiều đối tượng đã giả mạo cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức có uy tín, đưa ra các thông tin sai lệch về tình hình bão lũ tại các tỉnh thành phía Bắc, từ đó kêu gọi quyên góp ủng hộ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh, thông tin giống các trang chính thống để kêu gọi những người hảo tâm quyên góp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Thậm chí, nhằm đánh vào sự quan tâm của người dân đối với tin tức liên quan đến tình hình bão lũ, các đối tượng đã phát tán thông tin giả mạo, tin tức sai sự thật trên các trang mạng xã hội. Trước thực trạng lừa đảo diễn ra, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân trước khi quyên góp ủng hộ cần tìm hiểu kỹ về tổ chức kêu gọi, xác minh tính xác thực của thông tin được cung cấp. Nhìn thấy đồng bào bạn bè cùng trang lứa tại miền Bắc phải chịu cảnh tang thương sau bão lũ, đông đảo học sinh thiếu nhi trên địa bàn nhiều tỉnh thành phía Nam những ngày vừa qua đã chung tay quyên góp hỗ trợ các đồng bào. Với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các em đã có nhiều cách thức thực hiện nhằm chia sẻ khó khăn, động viên đồng bào, các bạn nhỏ mạnh mẽ vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những dòng thư xúc động đang được thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gửi đến đồng bào và bạn bè cùng trang lứa các tỉnh phía Bắc đang phải oàn mình khắc phục hậu quả của mưa bão. Tôi biết bạn đã không còn ba mẹ, tôi cũng biết là bạn đang buồn. Thư này là để chia sẻ tình cảm của tôi cho bạn. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc, có cơ hội gặp lại ba mẹ bạn. Là một người Việt Nam, con muốn được chung tay một phần hướng về miền Bắc. Dù số tiền không lớn, nhưng con mong giúp được nhiều người. Vì chúng ta là người Việt Nam. Cùng với những dòng thư viết tay, là những món quà các em đã mua từ tiền tiết kiệm ăn sáng, tiền tiêu vặt mà cha mẹ cho có người mất rồi mất gia đình đồ rồi con mong muốn là mọi người sẽ nhanh hết cái thiên tai này để cho mọi người có cuộc sống bình thường và ổn định hơn. Đây là một buổi workshop nặng tò he do câu lạc bộ tiếng Anh Bà Rịa tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc. Buổi workshop thu hút được hơn 100 thiếu nhi tham gia, qua đó gây quỹ được hơn 10 triệu đồng. Giờ thì hôm nay con đến đây để làm tò he rất là vui Các cái kinh phí ở đây chuyển cho các đồng bào đủ lột thì con cảm giác con rất là vui Phối hợp với câu lạc bộ SOS 72 Bà Rịa quyên góp nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo ấm cho đồng bào miền Bắc Sau hai lần phát động, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Bà Rịa đã quyên góp được hơn 4 tấn hàng các loại Giờ con có coi trên TV thì bà con với lại học sinh ở ngoài miền Bắc có chịu sự ảnh hưởng rất là lớn đến từ bão lũ. À, thì ngày hôm nay trường con đã kêu gọi các bạn học sinh quyên góp những cái phần quà mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà con rất là mong là những cái phần quà này sẽ góp một phần sức lực để bà con cũng như học sinh ở ngoài miền Bắc vượt qua bão lũ. Không ăn quả vặt để dành tiền đóng góp ủng hộ bà con các bạn thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi bão lũ là cách mà các em học sinh trường trung học cơ sở Lộc An, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ thực hiện trong những ngày qua. Chỉ trong thời gian 2 ngày, các em đã quyên góp được gần 15 triệu đồng để gửi đến đồng bào. Tiền này hay gì cô uống nước ngọt, thì con để dành dợm để ủng hộ các miền các bà con đồng bào miền Bắc. Các em học sinh về cái tinh thần là tương thân tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ cho các đồng bào bị lũ lụt thì tất uh, uh, cả các em học sinh là rất là uh, tích cực tham gia cái uh, cái phong trào này phát động học sinh của trường mình uh, quyên góp uh, những cái đồ dùng học tập như là cặp da sách vở mà các em uh, không còn sử dụng nữa uh, mà còn mà mà còn mới thì các em em sẽ gom quyên góp lại và em sẽ gửi ra để uh, ủng hộ để giúp đỡ cho những học sinh uh, ở uh, phía Bắc với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ từ những phong trào nhỏ lẻ trong các lớp học đến các chiến dịch lớn tại các trường. Tinh thần sẻ chia, đoàn kết hướng về đồng bào ruột thịt miền Bắc bị thiên tai đang được các em học sinh thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lan tỏa mạnh mẽ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi đến các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ đối với sinh viên bị thiệt hại sau bão số 3 để tiếp tục hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định việc học tập bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học các trường cao đẳng sư phạm quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện việc miễn giảm học phí và có các chế độ hỗ trợ tài chính phù hợp với hoàn cảnh của từng sinh viên đồng thời hướng dẫn sinh viên liên hệ với chính quyền địa phương đề nghị xác nhận trường hợp gia đình có khó khăn đột xuất về tài chính để xin vay vốn tín dụng hỗ trợ việc học tập theo số liệu báo cáo của 18 trên 26 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo Tổng hợp, tính đến ngày 16 tháng 9, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ước tính khoảng 1.260 tỷ đồng, gây hư hỏng hơn 41.500 bộ sách giáo khoa. Những ngày qua, một số trường đại học thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định triển khai các chương trình học bổng nhằm chia sẻ và đồng hành với những khó khăn của sinh viên các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão.